sở bên em thì nằm tại quốc lộ 38 làng nghề mộc truyền thống Đông Giao, Dương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Và cơ sở bên em thì chuyên sản xuất các tác phẩm thủ công Trung Quốc hay là những tác phẩm tượng gỗ với kích thước lớn. Và ngày hôm nay thì bên em mới hoàn thiện xong một bộ tam đa được làm trên chất liệu gỗ cẩm vàng. Và với những tác phẩm này thì được bên em chế tác từ một cây gỗ với những cái đường nét đúng điểm của những người nghệ nhân tại làng nghề. Và bây giờ thì mời các chị em mình hãy cùng đứng lại gần hơn để có thể là thể ngắm chi tiết từng tác phẩm nhé. Đầu tiên là ngay bên cạnh em đây, các chị em mình nhìn thấy đó là hình ảnh của cụ Phúc đúng không ạ? Và cụ Phúc thì thường trên tay bế một đứa trẻ đấy ạ. Và cụ Phúc thì thể hiện cho hạnh phúc, anh thể hiện cho sự con đàn cháu đống. Và với hình ảnh cụ Phúc này thì gia đình nào cũng mong muốn đúng không ạ? Và với cái tác phẩm này thì cũng được thợ bên em đục đỉa rất là tỉ mỉ kỹ càng trên một phôi gỗ cẩm vàng với những cái đường vân thì vô cùng là độc đáo. Và các bác nhà mình có thể cùng nhìn ngắm diện mặt của cụ Phúc đây ạ, nhìn với một nét rất là phúc hậu các bác nhìn nhá. Và từ cái khóe miệng này hay ánh mắt và cái nét thần thái của ngài thì cũng được thợ khắc họa rất là rõ nét ạ. Và tiếp theo thì sang cụ Lộc ạ. Vâng ạ, cụ Lộc thì biểu trưng cho tiền tài, biểu trưng cho chức quyền. Và hình ảnh cụ Lộc thì các bác nhà mình thấy là một tay cầm một chiếc gậy như ý, một tay thì bê những thỏi vàng. Và ở trước phần ngực, ở phần bụng của cụ Lộc đấy ạ, thì được thợ chạm hình hổ phù, rồng phù các bác nhà mình nhá, rất là đẹp đúng không ạ? Và những cái đường nét hoa văn trên tà áo thì cũng được thợ bên em khắc họa rất là chi tiết các bác nhà mình nhá. Và với những tác phẩm này thì bên em đục cụ đều đứng trên cái đồng tiền rất là đẹp ạ. Và cái tác phẩm này thì cũng là một cái phôi gỗ được lựa vân rất là kỹ càng các bác nhà mình nhá, rất là độc đáo luôn ạ. Và tiếp theo thì sang cụ thứ ba, đó là cụ Thọ ạ. Và cụ Thọ thì các chị em nhà mình nhìn thấy đó là một hình ảnh của cụ già luôn, tay chống gậy rồng đấy ạ, và trán thì hói cao và râu tóc thì bạc phơ các bác nhà mình nhá. Thì với hình ảnh cụ Thọ này là biểu trưng cho sức khỏe, biểu trưng cho sự trường thọ. Và tác phẩm này thì các bác nhìn thấy ạ, hình ảnh bên tay phải của cụ Thọ đây ạ, thì đây một trái đào căng mọng các bác nhìn nhá, với những cái đường nét đục tỉa cũng được thợ khắc họa rất là rõ ràng luôn ạ. Và các anh chị em nhà mình thấy thì với hình ảnh tam đa của ba cụ Phúc Lộc Thọ mà gia đình nào cũng mong muốn đúng không ạ? Ba hình ảnh ba cụ này thì mang lại hạnh phúc, mang lại tài lộc và mang lại sức khỏe cho chúng mình. Chính vì thế thì những tác phẩm tam đa bây giờ được rất là nhiều anh chị em mình ưa chuộng ạ. Và ngày hôm nay thì bên em đã giới thiệu đến tất cả quý anh chị em nhà mình tác phẩm tam đa được làm trên chất liệu gỗ cẩm vàng và có chiều cao là 1m8 và đường kính là 58. Nếu anh chị em nào người mình hữu duyên và đang muốn sở hữu một tác phẩm tam đa thì các anh mình hãy nhanh tay liên hệ qua số Zalo của bên em, đó là 0338528529 hoặc 086 678 9910 thì em sẽ gửi hình ảnh kích thước chi tiết để anh chị em mình có thể tham khảo vào đây hơn nhé. Và bác nào nhà mình cơ sở bên em rất là mong muốn các bác có thể tham khảo cơ sở bên em để tham khảo trực tiếp tác phẩm này ạ. Và kết thúc video thì xin chào và hẹn gặp lại các chị em mình trong những video tiếp theo ạ.